Uh, xin chào cô chú anh chị mẹ nha thì uh, đã tiếp tục quay trở lại quý kênh các em buổi sáng nha bữa nay thứ bảy ngày 24 mươi tháng 6 thì có lên hai cặp bò đực nha gì chị độ độ không nha cái con đầu tiên nè ba bơi nha anh chị xá tích thì nghiêm chỉnh nha lưng đôi nè cái đòn rất là dài mong lùi đích độ nha đít muối nha bò này thì đít như trái banh nha anh chị rất là mầm nha đó à, dò cẳng là hoàn thiện trang bóng sò nha anh chị bò này thì chủ người ta nuôi uh, cái chuộng cục nha anh chị này là nằm dính phân rồi về anh chị mình tắm lại giúp em ha nó cũng hơi dơ anh chị dính phân á nó sáng em có tắm em kỳ rồi còn mới nữa anh chị mình về kỹ kỹ trà lại giúp em nha bò đực này á thì nói là được ba bơi à, à, kem f 2 nha anh chị rất là muối nha rất là biên lực luôn anh chị bò này á thì à, em đo ngay sẽ lưng thiện cao là mét là bảy nha đó lưng đôi anh chị mình thang lưng đôi này anh chị không hở không cái dài rất là to nha đó bò này ba bê kem f 2 nha anh chị đó, chị không? Giò cặn đôi sái bóm là nghiêm chỉnh ha, răng cổ thì bao tật lỗi cho chị luôn, cao mét lẻ bảy nha chị. Đó. Bò này á thì nó rất là mầm nha, rất là mầm cũng như là cái độ pin lực của cái con bò này á thì không chủ chê nha chị, rất là muối nha chị. Đó, lưng đôi đoạn chìm cũng thấy ha, cái đít như trái banh nha chị, rất là muối luôn nha chị. Đó, bò này thì nó hai con bò này á con ba b với con ba b bê đen bên kia á thì hai con bò này thì nó chặn chặn như nhau nha anh chị rất là xứng luôn nha anh chị đã xứng đôi một cặp ha ở cặp đầu tiên này em báo giá cho chị mình là 33 triệu 500 nha đó anh chị mình mua thì nhấp máy alo cho em nha anh chị ba b hết nha anh chị mấy con bò này á thì nó gần 7 tháng bò rồi nha hai con này thì con nào cái đích cũng như trái banh đó anh chị rất là muối nha nè em quay cái con số 2 anh chị không đó, số 2 này là ba đen ha. Bộ này nó mời lắm anh chị. ở đích trồng quay ha. Đó, rất là mời luôn anh chị ba đen nha. Đó, bò này thì rất là dày đòn. Hai con này thì nó dày đòn y nhau nha. Giò cẳng thì em cũng đã kiểm tra đồ đèn hoàng hết anh chị. Bao móng sò nha. Đó, em quay hai cái đích hai con chị không? Đó, đích con nào con nấy đích như trái banh anh chị. Cái con số 2 này thì em đo ngay sẽ lưng thiện cao là 1 m bảy ha. Đó, da đen. Đó, bò này thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha, cũng gần 7 tháng đó gì Số 2 này thì em đo thì em cao là 1 06 07 nha, là đo ngay xé lưng nha anh chị. Đó, hai con này anh chị thấy không, 33 triệu 500 nha. Đó, 33 triệu 500 là mình mua được cặp bò đực ba bơi, mình đem về nuôi cho anh chị ha, hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Đó, anh chị mình muốn mua cái đo bò này thì liên hệ em nha. Đó, xin khỏi em để trên nha, giá nêu trên 33 triệu 500 nha chị. À, em tiến cần quay cho chị coi ha con nào con nấy thì cũng thả cái dàn lưng là lưng đôi ha dai con nào cũng hở cái gì đồ rất là dài nha đó anh chị thấy không da đen đồ rất là đẹp anh chị đó anh chị thấy không hai con đều y chang nhau nha giá bán cho anh chị mình là 33 triệu rưỡi anh chị đó là mình chốt tượng cặp bò đực này đem về chăn nuôi ha mấy cái dòng bò này thì nó thuộc về siêu thịt nha anh chị mới có mấy tháng mà con nào con nấy anh chị thấy nó nở anh chị thấy không đó, tại cái dòng này siêu thịt nuôi thì cà mau lên anh chị ha nó mau lớn anh chị đó anh chị mình đang cần nuôi một cái cặp bò đực giá như trên á đó. đó thì anh chị mình alo cho em ha thì để tiếp tục cái hình ảnh của em đó, thì em sẽ cập nhật à, cho anh chị mình chính là hai con bò đực lỡ nha anh chị hai con đực lỡ này thì à, một con ba cọp và một con kem ha con này là con ba cọp nha anh chị đó đỏ da đỏ đỏ nè đó con này là ba cọp nha đó anh không đó anh chị mình thấy cái đít bò không chị ha đít độ như vậy đích đít muối đèn hoàng ha tại vì mẹ cái con bò này á thì con ba bơi mà chủ người ta nuôi người ta cấy tinh bò cọp quá gì nên là nó lai sâu quá nên là nó rất nó rất là độ như vậy nha anh chị ha nên mình gọi là ba bì cọp quá chị đó chị ha mấy con bò mà lai sâu thì nuôi rất là mau lớn nha anh chị mà mấy cái con bò đực ngày hôm nay em cập nhật chiêu trên là những cái con bò này toàn là bò bơm tinh không chị gieo tinh nha chứ không phải là bò gắt nọc nha đó em bao gieo tinh hết cho anh chị luôn cái con ba bê cọp này á, thì nó lỡ bò rồi đó lỡ bò và nó cao là một m 14 bò nha anh chị đó lỡ bò ha đó thì cái con ba cọp này á, thì được 9 tháng nha anh chị đó giảm bọng đồ mấy cái con bò này á, thì xỏ xết rồi nha anh chị đó đem về nuôi thôi ha đó cái đích thấy không em quay xa gì chị thấy cái không rất là mầm nha không khác gì ba bê nha anh chị đó dò cẳng đồ sái bóm là hoàn toàn nghiêm chỉnh ha cu giái đồ chuẩn hết vậy không cái đích nó vậy không đó lưng là lưng đôi các anh chị đòn con nào con nấy cũng rất là dài vậy anh chị đòn dài sọc hen, cái lưng xuông đuốc anh chị không đó không có cong lưng nha đó bò này ba bơi ba bì cọp đó anh chị đó vậy chị thấy không từ ngay cái dài nó đổ liền xuống ngay cái xương khu nó ngay cái mông vậy không nó xuông đuốc luôn anh chị nó cả dài đòn nha đó đầu to nè sái bóm đầu nghiêm chỉnh da đỏ vậy không nè rất là đẹp vậy anh chị đó xương sóc thì mâm còn cái con bên kia là con bò kem nha, kem vàng anh chị. Hai con này thì đi chen nhau nha, không có trên lệch nhiều anh chị. Để em xem cái con đực kem cho anh chị coi nè. Đực kem này thì sái bóm là nghiêm chỉnh nha, lưng đôi hết, đòn dài hết anh chị. Đó, mông đùi của nó nè. Đó. Và cu giái dò cẳng đồ nghiêm chỉnh anh chị, chân móng sò nha. Vì hai con này con cọp với con kem này thì con nào cũng dài đòn y chen nhau nha anh chị. Đó, cái con số 2 này thì em đo ngay sẽ lưng thiện cao là 1m16 bò nha Hai con đều lỡ bò Thì nói chung là hai con này thì nó không có trên lệch nhiều nha vậy trên lệch nhau có hai phần nha Đó không có nhiều Nên là cũng rất là đồng bò nha anh chị Đó Thì hai con này thì được 9 tháng bò Đó giảm bọng rồi mấy con bò này là có sẵn rồi nha Nuôi là nuôi thôi nha anh chị Đó thì hai con đực lỡ này Một con bobby cọt cọp và một con đực kem này Em cập nhật giá nêu trên là 33 triệu rưỡi như anh gì bán đồng giá như cái cặp đầu tiên ha mấy con bò này em bán thì những cái con bò này thì à, bò toàn là bò đẹp không nha chị con nào con nấy thì cũng rất là ok ha nhu gỗ béo thì rất là hợp lý với chị mà giá cũng rất là rẻ nha đó em bán đồng giá sen cạ nha chị 33 triệu 500.000 ha đó là một sở hữu được cái cặp bò thì anh chị mình mà đang theo dõi được cái video của em và mình muốn À, xem được những cái đeo mới của em á, thì mình nhớ bấm cho em like ở dưới phần video nha anh chị ha đó để giúp uh, kênh em có đề xuất cái gì để anh chị mình uh, coi á uh, nhờ giá bò thường xuyên ở trên kênh em nha đó thì uh, thôi cái đeo này thì, thì em cũng uh, xin kết thúc cái chương trình của em ha bữa nay cũng như là cuối tuần thứ bảy anh chị bữa nay là ngày 24 tây tháng 6 nha đó em cũng cảm ơn thì anh chị mình cũng đã theo dõi được À, uh, uh, cuối đeo của em ha để mình cập nhật được những uh, cái con bò ngày hôm nay anh chị mình quan tâm về những cái con bò này, mình muốn mua hết luôn á thì anh chị mình nhanh tay liên hệ ngay cho em nha anh chị.